Chào quý vị, ở video lần trước đó, thì Hoài Thanh đã chia sẻ với quý vị về các bước dưỡng trắng da body cơ bản là gồm có 3 bước. Bước đầu tiên đó là tẩy tế bào chết, đúng không ạ? Bước thứ hai đó là tắm trắng bùn hoặc là tắm trắng ngọc trai, của Sakura đều có hai sản phẩm này. Và bước thứ ba đó là chúng ta dưỡng trắng body ngày và đêm kết hợp để có được một làn da trắng sáng nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên, để mà dưỡng trắng như thế này thì quý vị cần phải có thời gian thì chúng ta sẽ có được một làn da như ý. Nhưng ngay hôm nay chúng ta đi dự tiệc cưới hoặc là chúng ta có một cái sự kiện xuất hiện trước đám đông thì quý vị có muốn tự tin ngay lập tức để chúng ta xuất hiện trước đám đông không ạ? Xin giới thiệu với quý vị một trong hai gói tắm trắng spa chuyên nghiệp của Sakura, bộ Super White Sakura System. Thì bộ này sẽ giúp cho quý vị 3 trong 1 với các bước như vừa rồi. Và bây giờ Hoài Thanh sẽ xin giới thiệu với quý vị hai cái gói tắm trắng của Sakura rất là được yêu thích, bởi vì nó có 3 trong 1. Ba cái bước hồi nãy Hoài Thanh hướng dẫn với quý vị đó thì nó đều có trong một cái gói tắm trắng này. Đối với cái gói tắm trắng Super White Spa System này thì có 3 bước cho quý vị. Bước đầu tiên đó là làm sạch da bằng cách là tẩy tế bào chết trong khoảng 15 phút. Chúng ta làm ướt cơ thể, sau đó dùng cái gói tẩy tế bào chết Sakura Body Scrub ở trong cái hộp này và quý vị massage lên cơ thể khoảng 15 phút, sau đó tắm lại với nước sạch. Bước tiếp theo, chúng ta cũng sử dụng gói Sakura Burn Silk Special Whitening Cream để tắm. Và cái bước này ấy, thì quý vị massage trong khoảng 30 phút và chúng ta tắm lại với nước sạch. Bước tiếp theo, quý vị sẽ dùng cái lọ kem dưỡng trắng da Sakura ở trong này và quý vị bôi lên cơ thể và không tắm lại với nước nha quý vị, thì chúng ta sẽ đã có được một làn da trắng sáng như ý rồi. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, với cái cách tắm trắng cấp tốc như vậy đó thì quý vị có thể tự tin để mình đến dự tiệc thật là rạng ngời rồi, đúng không ạ? Và với 3 bước như vậy thì Sakura có 2 lựa chọn cho quý vị, đó là gói tắm trắng Super White Pro System. Gói này thì cũng sẽ có 3 bước tắm trắng giống như hồi nãy Hoài Thanh giới thiệu với quý vị. Thì chúng ta có được 2 lựa chọn này thì Hoài Thanh tin chắc rằng là quý vị sẽ có được một làn da rất là rạng ngời khi mà đi dự tiệc rồi. Cảm ơn quý vị.